Thùy Linh gây bất ngờ tại giải vô địch thế giới. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh ngược dòng thắng tay vợt hạng 27 thế giới Aya Ohori 12-21, 21-19 và 21-11 để giành quyền vào vòng 2 giải cầu lông vô địch thế giới tại Nhật Bản vào trưa ngày 22 tháng 8. Thùy Linh giành quyền vào vòng 2 sau một giờ thi đấu và gặp hạt giống số 3 người Hàn Quốc An Se-yeon. Ngoài Thùy Linh, cầu lông Việt Nam còn có Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đủ điều kiện tham dự giải vô địch thế giới. Tiến Minh lập kỷ lục với lần thứ 13 dự giải và có trận ra quân gặp hạt giống số 15 người Đài Loan Vương Tử Duy. Trong khi đó, Vũ Thị Trang gặp Kisuna Sevadurai đến từ Malaysia. Hãy follow Di Động để đón xem những tin tức mới hơn trong ngày nhé!